Cảnh báo 5 cái sai lầm khi mà chúng ta uống nước gây hủy gan, hại thận và ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Cái sai lầm khi mà chúng ta uống nước dưới đây, nó khiến cho cơ thể của chúng ta ảnh hưởng trực tiếp đến gan thận. Chúng ta phải hoạt động thường xuyên nên rất dễ gây tình trạng là suy gan hoặc là suy thận. Cái số 1 đó là gì? Khi mà chúng ta uống quá ít nước thì nó sẽ khiến cho cái đường huyết của chúng ta nó bị ảnh hưởng. Và rất nhiều người lười uống nước hoặc là uống rất ít nước, thì chỉ khi cơ thể của chúng ta đã rơi vào cái trạng thái khô cạn thì cơn khát nó mới bùng lên. Và chính cái thói quen này nó có hại và nó khiến cho cơ thể của chúng ta bị rơi vào cái trạng thái cạn kiệt, và nó ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái quá trình thanh lọc của gan và thận. Và cái điều đó nó khiến cho chúng ta dễ gặp phải cái tình trạng suy gan hoặc là suy thận hơn. Tuy nhiên thì nếu như bạn vì thế mà chúng ta uống quá nhiều nước cũng không tốt các bạn nhé. Tức là gì? Khi mà chúng ta uống quá nhiều một lúc thì nó cũng không tốt cho chức năng gan, chức năng thận và hệ tiêu hóa của chúng ta. Bởi vì nó phải bài tiết và hoạt động liên tục, nó gây cho cái trạng thái mệt mỏi. Và cái tốt nhất là chúng ta nên uống từ 1,5 cho đến 2 lít nước mỗi ngày. Và cái sai lầm số 2 mà rất rất nhiều người mắc phải chính là chúng ta uống nước chè đặc trong một cái thời gian dài. Nước chè đặc nó chứa rất nhiều các cái chất gây căng thẳng thần kinh của bạn. Và đặc biệt nếu như mà chúng ta uống chè sau khi mà chúng ta uống rượu thì nó sẽ khiến cho rượu nó chưa phân hủy thì nó vào trong thận, thì nó sẽ gây tổn thương cho thận của chúng ta. Mặc dù cái tổn thương này nó không dễ để chúng ta có thể phát hiện, nhưng nó cứ tích lũy dần theo thời gian thì nó để lại hậu quả hết sức là nghiêm trọng cho sức khỏe của chúng ta. Và cái tiếp theo đó là sai lầm số 3, chính là cái việc chúng ta không uống nước sau khi mà chúng ta ngủ dậy. Đây chính là một cái thói quen vô cùng gây hại cho sức khỏe. Cơ thể của bạn sẽ phải trải qua một đêm dài không được cung cấp nước. Và trong khi mà chúng ta hoạt động thì các hệ cơ quan trong cơ thể của chúng ta vẫn diễn ra, vẫn làm việc và vẫn diễn ra bình thường. Các cái chất thải trong cơ thể nó đang cần được rửa sạch. Và cái lượng máu thiếu nước nó đã trở nên đặc hơn, nó làm cho máu lưu thông hạn chế. Và các cái tế bào trong cơ thể nó đang rất là gì? Nói chung là mình dùng một cái từ đó là gì? Các cái tế bào nó đang rất rất là khát nước. Và chính vì vậy thì cái việc của chúng ta bổ sung nước ngay sau khi mà chúng ta ngủ dậy không chỉ có tác dụng cung cấp nước cho cơ thể mà nó còn giúp làm sạch, giải độc cơ thể của chúng ta một cách hiệu quả. Và do đó thì sau khi mà ngủ dậy thì chúng ta hãy nhớ là duy trì cái thói quen uống một cốc nước ấm. Hãy nhớ là buổi sáng lạnh như thế này thì uống một cốc nước ấm khi mà chúng ta thức dậy rất tuyệt vời cho sức khỏe của chúng ta. Và cái số 4 đó là chúng ta uống nước vội vàng từng ngụm lớn có thể ảnh hưởng đến cái hệ thống tim mạch của chúng ta. Rất nhiều người lúc nào chúng ta cũng vội vàng làm gì chúng ta cũng nhanh để tạo nên cái thói quen ăn miếng lớn này. Uống nước thì cũng phải uống từng ực ngụm to uống rất nhiều và rất nhanh như vậy. Và chính cái thói quen này là một cái ngụm lớn nó sẽ làm tăng cái lưu lượng máu, nó dẫn đến cái khối lượng công việc của cái hệ thống tim mạch và nó tiêu thụ oxy cơ tim nó tăng lên một cách nhanh chóng. Và lâu dần nó tăng cái nguy cơ nó ảnh hưởng trực tiếp đến các cái chức năng của hệ tim và hệ thống tim mạch của chúng ta. Và cái sai lầm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ các bạn đó là chúng ta uống nước ngọt thay cho nước lọc cực kỳ gây hại đến gan và thận của chúng ta. Cái thói quen này rất nhiều người đặc biệt là trẻ nhỏ hoặc là giới trẻ, chúng ta không thích uống nước lọc nên là chúng ta thay thế luôn nó bằng nước ngọt và đặc biệt là các loại nước có ga. Những cái loại nước này khi mà chúng ta uống vào nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta khát nhanh chóng hơn. Và cơ thể của chúng ta cảm thấy nó tỉnh táo hơn tại cái lúc mà chúng ta uống, sảng khoái hơn và nó gây chúng ta cái tình trạng là nghiện luôn. Và thực tế thì nếu như bạn duy trì cái thói quen này, nó dễ gây hại cho hệ thống gan và thận của chúng ta. Nhất là khi mà chúng ta uống nước có ga thì nó còn dễ gây cái tình trạng tiểu đường, tăng huyết áp và nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của chúng ta. Bên cạnh đó thì trong cái thành phần của các loại nước ngọt, các loại nước tăng lực thường thì nó chứa rất rất nhiều đường và đặc biệt là phốt pho, nên nó thúc đẩy cái việc bài tiết canxi ra khỏi cơ thể, từ đó dẫn đến cái tình trạng là rất dễ bị sỏi thận hoặc là thậm chí lâu ngày nó có thể dẫn đến tình trạng là xơ gan. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn lắng nghe, chia sẻ và ủng hộ bác sĩ Mạnh. Nếu như bạn có bất cứ một cái câu hỏi gì, một cái thắc mắc gì thì hãy comment ở bên dưới, hãy bình luận bên dưới hoặc nhắn tin trực tiếp cho tôi. Tôi cùng với đội ngũ cộng sự y bác sĩ của phòng khám sẽ tư vấn, đồng hành và hướng dẫn tận kỹ cho các bạn, đặc biệt là các bệnh lý về nam khoa, các vấn đề sinh lý nam, sinh lý nữ hay các cái vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cái khả năng sinh hoạt tình dục. Đó là những chuyên khoa rất sâu của tôi. Tôi sẽ điều trị cho các bạn một cách toàn diện và khoa học nhất. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!